cho le rùa làm gì đây? Chơi cỏ mèo. Trời đất ơi, nay le rùa chơi để giảm stress hả? Đó, chuẩn bị rồi đó, chuẩn bị vô rồi đó. Gì vậy? Gì vậy? Chết rồi, tới rồi, le rùi tới rồi. Là thời của le rùi. Em cho chơi mấy ngày, chỗ cái gì đấy? Bị gì hả? Bị phê phê. Phê hả? Le, có phê hả le? Rồi chết rồi, tối nay mở đèn lên nhảy. Mở đèn bảy màu lên nhảy gì, lắc đít rồi. Đó. Này chơi cỏ mèo. Phê quá rồi Quỳnh ơi. Kiếu. Kiếu. Dạ kiếu le rùi. Thôi được rồi. Ăn nhiều quá tối mở đèn tới chuyện luôn á. Ôi chu đít rồi kìa. Nay le rùi là không có quýnh bạn quýnh bè nữa nha. Nay là le rùi vô hội gì? Hội với người nghiện. Nghiện ngập. Phê pha. Rồi phê rồi phê rồi nằm rồi. Bây giờ thấy cái cây này là mắt sáng trưng luôn á. Mắt sáng rực luôn. Ồ, ngáo rồi, ngáo rồi. Chết 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 chết. Lê con làm gì Lê? Con tìm gì dưới đó? Hả Lê? Trên này nè, thấy nè. Lê ơi. Lê, gì cuối hả? Cái gì đây? Bị gì? Sẽ sống mặt mà. Vì chưa có liều. Tự nhiên cái thấy trời nó sáng sáng. Lê ơi. Ôi cuối mặt rồi Quỳnh ơi. Quỳnh. Cuối mặt rồi kìa. Nó đang phê đó, mình đừng có chọc nó. Lê. Qua đây nè, đây nè. Sao hả? Mới chơi có một xíu cho nhiều Lê. Chơi đi cho giảm stress nha em. Chứ từ ngày mà gặp dê đen là bị stress chưa hết. Đi đâu? Ừ? Nãy giờ thấy đi hơi chậm chậm ấy nha. Bình thường là chạy nhanh lắm á. Cái gì nữa đây đứng tường. Bình thường là chạy hơi bị nhanh á. Lê. Đi đâu? Lê rồi ơi. Lê rồi. Cho Lê rồi lên lại đi Quỳnh. Mở đi á. Đi tìm tình yêu rồi đó. Con đi đâu? Đừng có chống nó nữa, nó đi rồi kìa. Rồi xong. Vừa nói nó chạy chậm xong. Này em lại xinh quá. Cái Tư ơi. Bây giờ đố mày rượt nó đó Quỳnh ơi. Lê rồi. Rồi nó lại chạy vô cái. Con bị ngáo rồi đúng không Lê? Lê rồi ơi. Quỳnh chơi nằm rồi. Cái này đâu rồi? Đố bây giờ mày mắc được ra đó. Coi chừng bay cổng lông nha. Nè nè coi chừng bay cổng lông cẩn thận nha.